Ok, và 2 giờ bạn đã trở lại với Xenomin. Mình là Trung Min đây. Và hôm nay anh em thấy mình đã có mặt tại trụ sở cảnh sát. Giờ bạn có thấy chiếc xe gì chưa? Đây là chiếc Bullitt, chiếc xe Lamborghini phiên bản gì đó, Galax gì đó, mình chả biết. Mà nó được độ cho phiên bản của cảnh sát mới nhập về. À, review sơ em nói cho mọi người xem nha. Nhìn cái dây xe của tôi nha. Ok. Hey, what's up with you, man? Hai chú Hello. có việc gì không? Không Hey, việc gì thì what's cracking, biết, không thì giữ xe giùm tôi nha. Cái xe tôi đẹp rồi, tính leo lên giành hay gì. Ok, để cho anh da đen mặc bộ đồ tương xứng cảnh sát coi, để cho anh da đen mặc đồ cảnh sát được không ta. Sẽ thử ha. Anh da đen phải cạo đầu, cảnh sát phải cạo đầu. Râu thôi, cảnh sát không phải râu đâu. Để nhẹ thôi. Tóc thôi. Đồng chí này sẽ đi làm cảnh sát nha. Kiểm tra cảnh sát coi. Còn mặc áo này giống thám thám tử vậy. Thôi. Cảnh sát đâu? Áo nào giống cảnh sát ta? Giống như mình là cảnh sát đặc vụ đi, đặc vụ cái mặc áo gì ta? Xem coi người cảnh sát mặc áo gì, mặc áo này đi, đúng rồi, đặc vụ quần đó, mặc quần cảnh sát coi, quần nào là quần cảnh sát đó, đặc vụ ngầm, mang đôi giày nữa, găng tay nữa, đeo một găng tay thôi, kiểu như là mình đặc vụ chuyên nghiệp vậy đó, mang giày đen cho đẹp. Nó mang gì công sở đàng hoàng. Ở gì đây? Gì công sở được rồi. Đeo đeo súng vô, đeo phù hiệu vô. Đeo mặt nạ gì bà? Mình là cảnh sát mà đeo mặt nạ gì? Điên à. Đeo phù hiệu vô. Rồi đeo nguyên cái băng đạn kìa. Bậy rồi. Đeo súng đâu? Cái kẹp súng á, kẹp súng giống của tụi nó đó. Kẹp súng đâu? Không, mình là đặc nhiệm chuyên nghiệp. Rồi. Đeo băng đạn đi, đeo băng đạn đi. Không có kẹp súng mà đeo băng đạn đỡ đi. Đó, đẹp viên. Không không thấy. Giáp kìa. Đội mũ luôn. Đâu đeo cho nó cái mũ chùm đầu đi, giống người nhái với ta, nguy hiểm nè, nguy hiểm cảnh sát đâu, đeo mặt nạ luôn kìa, ngầu quá. Chúng ta cần logo cảnh sát. Họ đeo cái này chùm lại luôn đi. Đó, mát ngầu. Đi cái xe này phải phải đội cái đó đó mới ngầu, mày hiểu không? Tại vì không cho biết mặt của mình được. Mình là trinh sát mà. Áo trong dẹp đi. Trinh sát hành trung nghiêm minh. Nón à. Ta sẽ dùng nón cảnh sát đi. Không có nón cảnh sát luôn kìa, thằng thằng này gà vậy, nón quân đội cũng được, nón gì mà bảo đảm cho cái đầu mình còn nguyên á. Gì đây? Không ngờ nón cũng đẹp nữa nè, ngờ nón cũng được mà, nghĩ không ngờ nón đi, đeo cái gì vô cho nó chuyên nghiệp tí. Ở đeo cái này chuyên nghiệp nè, hầu như đặc vụ rồi đó, đeo kính nữa mát chắc luôn. Đây là cảnh sát ngầm. Đeo kính nào ta? Kính này được không? Kính này nhìn chói quá. Kính này á, à? Kính này được không? Kính này nhìn lúa á. Đeo kính nào mà giống cảnh sát hình sự á.
sát hình sự hôm nay sẽ được đi 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 thẳng xe xịn luôn nha. Này đi, đèn này. Đâu, ok. Ôi, cái này xấu quá. Nãy giờ băn khoăn cái vụ kính hoài ta. Mình nghĩ là cảnh sát nên đeo cái kính nào cho tương xứng thôi. Kính này nè, đúng rồi. Đó. Để vô. Hình sự tỉnh ngầu rồi, ok, sale là luôn cảnh sát hình sự đó. Chúng ta đã được trang phục cảnh sát hình sự rồi, mát ngầu. Let's go nào. Nãy chúng ta chuẩn bị bộ đồ thôi, bây giờ mới lên test chiếc xe nè. Chiếc xe là quan trọng nhất, nhưng mà nãy giờ test bộ đồ hết nửa tiếng rồi đó, anh em thấy chưa, chiếc mới nhập về của Mỹ luôn, Lamborghini Bullitman đó, quá đỉnh quá đỉnh quá đỉnh, cửa bạc cánh chim luôn chứ bộ. Đó đó, phanh nè, phanh Lamborghini, phanh ủa cái cặp phanh mà carbon luôn chứ, cái này đua đua với tội phạm là thứ gì chịu nổi luôn, ba bóng xả luôn đó, anh em thấy không. Police. Mình là cảnh sát, kiểu như cảnh sát là chùm cuối rồi, bót cuối đó, nhích nhẹ ra thôi là ok. Let's go, let's move 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 move, chúng ta sẽ lên đường cao tốc làm việc nha. Sát này gọi là cảnh sát kiểu như là lên đường cao tốc là quẩy thôi, quản lý đường cao tốc thì không có xe nào đua lại mình hết. Tăng tốc kìa, nhắn nhẹ ra thôi đó. Casino phải không? Tránh đường. Đó, nhím nhẹ ra thôi là tôi teo gái hết rồi. Cái gì vậy? Tắp vô lề. Động gì vậy? Anh đi hành này có hành động chống cự. Đề nghị xuống xe. Dám nẹt vô hả mày? Ê lộn 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 lộn. Gì đây? Ây da. Ba hit. Quốc ba hit. Chống chống với mình đập ba cái. Ok, mình quên tăng giáp cho cái xe này nữa. Tăng giáp cho mình chứ lộn, để bị đập chết bây giờ. Tôi vòng đầu xe lại cái. Không. Cứu Hương tí sẽ tới đón mày. Cái tội dám chống với mình. Dám nẹt bô chứ. Để mình đang chạy coi đường này giới hạn tốc độ là nhiêu ta, trên 100 km là bắt đầu bị phạt đúng không. Ok, này chạy đúng trăm nè, đúng trăm đó, đúng trăm đó mới chạy ngang mình đó, coi có đang chạy quá tốc độ không, như không. Ok, tụi này chạy đúng 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 tốc độ hết. Ngồi trong vô lăng coi, ôi bánh con hồ kìa, đã vãi. Tăng tốc, ủa ngồi trong đây đã quá bạn, cảm giác ngồi đã thiệt, phanh kìa, phanh bao ngầu luôn, đề kỳ tránh đường. Mình nhá còi cái là nó né hết luôn. Đường ưu tiên,
đề nghị mở đường ưu tiên cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Đây là Lamborghini, tất cả rẽ sang phải, tất cả rẽ sang phải. Ê! Ngu người này, không bị điên hay sao á, rẽ ngu vậy. Rẽ là mình cảm thấy tổn thương, né không được, thôi là nó chết đó, không mình giọng cũng vậy à. Tất cả rẽ sang phải, rẽ sang phải, rồi bắt bài kìa, nó hách não kìa. Thằng này vậy, thằng nào vậy, thằng này vậy, được lắm, mày đã bị bắt vì tội kẻ ngu. Mày có 3 giây để chạy xuống xe. Đâu rồi, cái bay chắc đâu rồi, giao cho mình cái mã tấu luôn. Ôi lộn rồi, nó sắp bỏ chạy rồi mọi người, lên xe. Ok, cho rồi, bạn chạy trước á. Ủn, ủn, ủn. Tăng tốc lên. Cảnh sát hình sự đây, tắp xe vô lề, tắp xe vô lề. Tắp xe vô lề. Xuống xe. Xuống luôn. Mọi người cẩn thận, mình phải chặn xe lại cho nó chạy ra, nó bị xì xăng rồi hay gì á. Mọi người từ từ, từ từ, thằng áo trắng này ngu quá, mình biết nó là tội phạm hay lắm. Đúng rồi, chặn đầu xe nó lại giùm tôi. Cảm ơn nha. Ây da, ây da, cái cảnh sát cơ động. Xe áo trắng tiếp, tiếp tôi rồi, xe áo trắng chặn đầu lại. Tất cả tấp vô lề. Mày dám chống đối hả? Xuống xe. Máy xuống xe liền. Bắt, bắt lại, bắt lại. Rồi lộn, 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 lộn. Thằng nào đụng xe cảnh sát của tôi rồi? Xe cảnh sát tôi đâu? Rồi bị cướp luôn rồi mẹ. Cũng là cảnh sát cơ động mà. Là lãng quạt, cảnh sát cơ động là bị cướp xe. Mình mà thấy càng chạy xe mình đó tới số á. Ây da, đụng tôi nữa. Cô đông, bố có còn cảnh sát đó. Thằng, nhớ mặt tao đó. Để coi thằng này chạy như tốc độ đây. Đang chạy 90 rồi, 80 ok. Hả, đi bắt tốc độ đó. Đi bắn tốc độ đó ha, thằng này chạy nhiêu? Thằng chạy 85 á. Thằng container chạy nhiêu? Container chạy 9 mấy á. Mình chạy ngang đó là mình biết chạy tốc nó à. Thằng này chạy 7 mấy, 80. 80. Còn này. Hai đi phượt kìa. Không. Rồi có rồi, nó có hiểm à. Đề nghị chạy nhanh lên. Đề nghị chạy nhanh lên. Đường cao tốc mà mày chạy có 40-50 vậy? Tưởng đây là chợ sao? Nhanh lên. Đúng rồi đó, tăng tốc nhanh lên. Nó chạy nhanh hơn mình kìa. Rồi nó chạy quá tốc độ rồi. Bắt lại, bắt liền. Anh đã chạy quá tốc độ. Xuống xe. Anh chạy quá tốc độ. Tán mặt tay liền. Chạy quá tốc độ. Bắt này lại luôn. Anh đây bắt. Có súng kìa. Ây da, tôi bắt vừa mà veo bụng tôi. Nó có súng á. Dạ, tôi bắt, bắt dây là được rồi. Ây da, à, thằng này còn sống mà. Ây da. Cơm tới rồi. Mày bắt ai, mày quýnh ai hả? Ây da. Đồng chí sao lại đâm tôi?
Ok, lên xe lên xe lên xe nào. Chi bắt tiếp đồng đồng đội của mình. Tăng tốc độ. Ok, đồng đội đang chi viện tới đây. Mày đang bắt xe nào? Xe công hả? Phải. Tập xe vô lề. Xe công bự quá. Ép nó, ép nó. Ép nó. Rồi, ăn xe lại. Rồi. Tôi bắt được đó nè. Ây da. Motherfucker, bị xe đụng. Phải đá nó bị xe đụng thôi, tôi bắt được rồi, mấy ông ơi. Đúng rồi, cảnh sát cơ động có khác mà, chỉ bị xe đụng thôi. Mình sẽ đi theo hai cảnh sát viên này để đi tuần tra. Ok. Cô kìa thằng bãi đấy. Thằng cảnh sát kia mày bị đi kìa. Bỏ vợ luôn kìa. Thôi bỏ ông đội rồi, thằng này giữ sát lại, thằng này giữ hiện trường, thằng kia đi tiếp. Hay vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tuần tra. Rồi, chiếc xe này nãy giờ mình chưa test nữa, nó chạy được 300 mấy kìa. Khá nhanh. Wow, khá nhanh. Ui, thằng này hack não với ta. Hack não quen hả mày? Đi gọi cảnh sát ra. Có vụ tai nạn rồi, chúng tôi cần sự trợ giúp của cảnh sát. Thấy lộn. Thằng kia nó chạy bỏ chạy rồi, mình sẽ gọi cảnh sát ra truy đuổi nó. Alo, alo, chào đồng chí. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Bullet, bullet, bullet. Thank you. Police officers are en route to your current location. Ok, cảnh sát này tới gì của mình. Mình là cảnh sát đặc nhiệm đó. Đang tới tuần tra không thấy có gì gì hết. Ơi có đó hay không, mình báo có một ô băng qua đường á, di chuyển thôi. Rồi rồi, mọi người chạy xe bình thường đi. Mình bật còi, thằng cảnh sát phía dưới giao thông nhường đường. Đó là lý do dù mình là cảnh sát đặc nhiệm. Đó, có vụ án rồi. Ok. Ok, tôi sẽ bắt nó lại cho. Ê, cẩn thận. Ê, 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 đừng bắn. Ê, bắt hụt rồi. Mình đang bắt không khí kìa. Trời. Ok, có vụ án mới. Stop the vehicle now. Xe nào đồng chí? Xe này đúng không? Ok. Ủa đồng chí bắt xe nào? Đồng chí này bị điên hay sao á? Bắt mà mình cũng không biết luôn.
Đây là xe 7116 sẽ sẵn sàng chi viện xe đồng chí phía trước. Ô, đồng chí phía trước đã mất tiêu luôn rồi. Thật kinh khủng. Ui, xe này có biểu hiện say xỉn. Anh em này có biểu hiện say xỉn. Chạy lắng sang lề đường bên kia. Xuống. Bắt luôn mày say xỉn đó mày. Ê, container mày cản ngay đầu tao giờ. Ê, rồi cản ngay đầu rồi. Trời, tí nữa thì bị cán ngay đầu. Mình đem vô lề đi. Em nguy hiểm quá. Rồi, buộc dây lại. Đây, mình sẽ kết án cho nó luôn. Mày sẽ được án là... Lộn, mình treo cổ. Đó, án hay là treo cổ nha. Treo cổ rồi. Á, bị treo cổ mà bị bắn luôn. Chết. Đó là cái tội nhậu xỉn mày chạy xe. Mày đã đụng tao, mày đã biết quá nhiều. Không biết xuống giúp đỡ người khác. Xuống. Trời, nó bò ra luôn à. Ê, cái gì vậy? Đây là cảnh sát, mọi người tránh ra. Treo cổ luôn. Đó là cái kết. Ây da, trời ơi, chiếc nó đụng mình hai chiếc luôn. Hay lắm. Mình nhớ mặt hai bay rồi. Chả hồ ơi, mặt cò lên. Chị đuổi. 280 mấy km/h rồi. Đúng. Một thằng. Thằng này nữa, thằng chạy đó, thằng bỏ chạy kìa. Sợ mày? Biết sợ hả? Biết sợ tao cho mày đi chùa Hương nha. Tiếp cận nhẹ, đẩy hết tốc độ lên. Cho mày biết thế nào là Fast and Furious nè. 150 km/h đúng không? 150. 178. 190. 200. Rồi. Biết chết là gì chưa? 240. Đó. Giảm trong còn mày luôn. Mày ỉ mày bự á. Không chắc đâu. Bự chưa chắc ngon đâu cu. Lật ngang nha. Đi chùa Hương à. Để bài xuống theo nó coi coi. Ủa, lộn. Chị chết hả? Được, khá đó. Xe này xe xịn mà. Tham chạy đi hình bao ngon quá. Sao? Ê. Nghe không? Đi địa hình quá đẹp luôn. Ok, chuẩn bị chưa? Chạm nổi gì? Chạm nổi đẩy tiếp cho. Sức mạnh của Lamborghini. Hết tốc độ. 150 km/h. Ui giời ơi. Bùm. Ồ, mình bị trúng quá nổ luôn rồi. Chúng ta phải phi vào đây để cho hai em gái cứu chữa. Đây, cứu mạng. Có sao mọi người? Ấy trời, lỡ am đỏ tay, nhiếc luôn rồi. Đó là sorry luôn. Nặng xuống tìm cái xe của mình coi. Xe mình đưa về đồ luôn các bạn ơi, xe có một chiếc mà mình phá luôn rồi. Ok ha, video này sẽ kết thúc tại đây các bạn. Hay đừng quên bỏ lại một like và subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Hiện tại mình có mở một cái group hội chơi game, cái group mà GTA 5 của mình và anh Game Offline và anh Quantum Anh Gamer nha. Mọi người vào đó thảo luận về GTA 5 nha mọi người. Group tên là hội YouTube Việt Nam GTA 5 nha.
mình để lên group với phần điểm sành á, anh em vào group đó để thảo luận cùng với mình và anh nghe một like và anh qua thông anh nha. Group của ba người cùng tạo luôn á, sẽ cũng như anh em sẽ vào đó để thảo luận với nhau những game Gata 5, những cái clip hay chỗ nào, vui chỗ nào ha. Bye bye mọi người.